ăn với em trong Long Đón chỗ nào không? Bởi vì Long Đón chỉ sang ở không sang ở đâu. Ladies and gentlemen, chào mừng hai anh chị đã đến với lớp học để trở thành một người sếp đẹp trai và tử tế như tôi. Rồi, chúng ta bắt đầu. Tôi có một số câu hỏi. Theo em, với một ứng viên có 5 năm kinh nghiệm IELTS 9 chấm, Full Stack Marketing thành đào tá tin học văn phòng, thì em nghĩ lương là bao nhiêu? Theo em nghĩ năng lực như thế chắc là 30 củ anh ạ. 30 củ? No, sai rồi. Năng lực như thế anh chỉ trả tối đa 5 triệu mà thôi. Gì? Lương 5 triệu á? Anh nghĩ anh giống Jack à? Cô không biết cái gì hết. Lúc đầu mình làm, mình cứ nói là trả 3-40 triệu. Lúc về làm thì mình trả có 5 triệu. Hả? Sao? Thế công ty lừa đảo à? Lừa gì mà lừa. Đến lúc đấy á, chỉ cần giở trò. Anh không ngại trừ lương em đâu. Anh chỉ cần có lý do thôi. Bộ anh không sợ người ta phốt công ty à? Thế em chưa nghe câu thắng làm vua, thua chặn phở bò à? Con cơm. Theo em thì việc mình nên làm trước khi tan làm lúc 5:30 là gì? Dạ... là tắt điện. Tắt điện hóa sếp. Ôi trời ơi. Công việc cần phải làm đấy là giao tắt nhân viên á vào lúc 5:29. Thế nếu lỡ nhân viên không đồng ý thì sao hả anh? Thế từ nãy giờ tôi nói cậu nghe gì ạ? Chưa thắng bao lương. Dạ dạ. Còn nếu em thấy nhân viên chán nản, áp lực trong công việc, em tính giải quyết như thế nào? Thì tăng lương, giảm công việc xuống anh ạ. Đấy đấy, lý do mà không làm được sếp là thế đấy. Thế mình phải làm sao hả anh? Ta phải giao thêm việc, đúng chưa? Cậu chưa nghe câu áp lực tạo nên kim cương à? Nãy giờ anh giảng hay quá, nói hết vào rồi đúng không? Dạ, em nói. Nhưng mà em nói cho xong cái đơn xin nghỉ việc. Ơ kìa, em sắp được làm sếp rồi, còn nghĩ gì nữa? Anh biết em trong Long Đón chỗ nào không? Bởi vì Long Đón chỉ sang ở không sang ở đâu.